Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Đài Việt Mỹ Television. Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, rút văn bản cấm hoạt động Giáng sinh trong trường học vì nhầm lẫn. Đó là bản tin tại Việt Nam nói rằng một chức sắc tôn giáo nói với VOA rằng mặc dù lệnh cấm hoạt động Giáng sinh trong trường học đã được rút lại, nhưng sự kiện này cho thấy những người ra quyết định đã không phân biệt được giữa một lễ hội và một hoạt động tôn giáo. Đồng thời phần nào phản ánh tình trạng phân biệt đối với tôn giáo khá phổ biến trong môi trường học đường ở Việt Nam. Trong công văn gửi ra ngày 5 tháng 12, Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè đã yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, phổ thông, bồi dưỡng giáo dục và chủ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập không được tổ chức trang trí Giáng sinh trong trường học, không đưa ông già Noel vào trường để tặng quà cho học sinh, và nếu đã trang trí rồi thì phải tháo gỡ ngay. Công văn này đã vấp phải phản ứng dữ dội từ phía giáo viên và phụ huynh học sinh ngay sau khi vừa ban hành, khiến lãnh đạo cơ quan quản lý giáo dục phải đưa ra lệnh thu hồi công văn ngay trong chiều hôm, ngày 6 tháng 12. Đó là tin theo VN Express, thưa quý vị. Trở lại bản tin nói về cô giáo ra lệnh tát học sinh là con lãnh đạo quận ở Hà Nội. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo, bà hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung, quận Đống Đa đã không dám thừa nhận cô giáo ra lệnh tát học sinh 50 cái là con của một lãnh đạo quận Đống Đa. Vào sáng ngày 6 tháng 12 năm 2018, trường tiểu học Quang Trung thuộc quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về việc cô Nguyễn Hà Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 của trường này, bị tố ra lệnh tát một học sinh 50 cái đang gây xôn xao dư luận. Để không bị chất vấn nhiều trước khi họp báo, bà Lê Anh Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung thông báo, nhà trường không muốn làm xáo trộn trong trường nên thời gian dành cho báo chí chỉ là 30 phút. Và tại cuộc họp báo, bà Thanh Tâm, mẹ của em Nguyễn Đình Lê Phong, học sinh bị tát, kể lại sự việc. Vào ngày 3 tháng 12, khi đón con ở trường về, con nói ngày mai con không đi học nữa. Tôi hỏi vì sao, con nói cô bảo bạn Đức đã tát con 50 cái. Tôi hỏi thế bạn đã tát con như thế nào? Con chỉ nói bạn tát nhiều và đau lắm. Tôi rất đau lòng và muốn gặp ngay cô giáo chủ nhiệm để hỏi rõ sự việc, nhưng tôi đã cố kiềm chế để sáng hôm sau gặp cô hiệu trưởng đề nghị xác minh. Sau đó thì đại diện ban giám hiệu và cô giáo chủ nhiệm đã đến nhà xin lỗi gia đình tôi và xin lỗi con tôi. Tại sân bay Việt, hai người đàn ông Việt Nam đã đấm một nữ tiếp viên. Thưa quý vị, đó là bản tin nói về sân bay Nội Bài giữa Hà Nội cũng trở thành nơi cho các đại gia chứng tỏ thế lực bằng cách đấm vào mặt chị trưởng toán tiếp viên hàng không. Và tuy làm việc trên hàng không, nhưng chị này lại là một công dân Thái Lan. Báo Dân Trí kể vào hôm thứ Tư ngày 5 tháng 12 năm 2018 rằng hai nam hành khách cố tấn công nữ tiếp viên trên máy bay. Do thời tiết xấu, chuyến bay VJ212 từ thành phố Sài Gòn đi Vinh, tức là Nghệ An, phải chuyển hướng hạ cánh ở Nội Bài, tức là ở Hà Nội. Và bị bức xúc vì điều này, hai nam hành khách đã vung tay cố đấm vào mặt nữ tiếp viên. Nữ tiếp viên trưởng, thưa quý vị, đó là người Thái Lan. Thông tin từ Cục Hàng không cho biết là sáng ngày 5 tháng 12, chuyến bay VJ212 hành trình dự kiến từ cảng hàng không quốc tế HQT ở Tân Sơn Nhất đi cảng hàng không Vinh. Do thời tiết xấu nên phải chuyển hướng hạ cánh tại cảng HQT Nội Bài lúc 8 giờ 40. Và trên chuyến bay, khi có thông tin thời tiết xấu, cơ trưởng chuyến bay thông báo việc hạ cánh tại hãng Nội Bài để bảo an toàn cho hành khách. Và lúc này một số người đã có phản ứng không hợp tác và giận dữ. Trong đó, hai hành khách có hành vi gây rối trên máy bay, có lời lẽ thô tục và cố xông vào định đấm vào mặt tiếp viên. Sau khi máy bay hạ cánh tại cảng Hà Nội, cơ trưởng chuyến bay quyết định từ chối vận chuyển hai hành khách gây rối trên và bàn giao cho cơ quan chức năng tại cảng Nội Bài. Tuy nhiên, hai hành khách bị từ chối vận chuyển đã không chấp hành yêu cầu của tổ bay, tiếp tục có lời lẽ thô tục đánh vào thành tàu bay, buộc nhà chức trách và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phải lên máy bay để cưỡng chế, đưa hai đối tượng gây rối rời khỏi máy bay. Cảng vụ hàng không và lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã bàn giao vụ việc cho đồn công an Nội Bài xử lý theo quy định của pháp luật. Và chuyến bay VJ212 sau đó tiếp tục bay đi cảng hàng không Vinh, hạ cánh lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.
Và thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả là phần tin Việt Nam. Bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức hôm nay của Đài Việt Mỹ Television. Ngọc Thủy cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức lần sau. Thân ái kính chào.